Anh em gia đình nhà nào mà ở gần nhau á, mà thuận hòa hay không thuận hòa, cứ cái dịp Tết đến xuân về này là biết ngay các bạn ạ. Bởi vì những cái gia đình mà nó thuận hòa, anh trên em dưới biết bảo nhau thì nó đông vui. Nay nhà chú ăn, mai nhà anh ăn, rồi ăn qua ăn lại nhau, rồi đoàn tụ hỏi han thăm nom nhau, rồi có cái bánh chưng cũng gói chung nhau. Thế còn cái đám mà không hợp nhau á, giận hờn nhau á, bỏ nhau á, thì nhìn tinh chả thấy đâu. Và nhà cửa cứ hưu quạnh này, ngoài hàng xóm khu phố ra đến với nhau thì chả có ai anh em nào cả. Thì đấy là dấu hiệu của các cái gia đình mà nó quạnh hiu. Tôi cho rằng kể cả gia đình giàu hay nghèo thì cái chuyện bất hòa trong anh em, trong họ hàng, trong dòng tộc hoặc là cái gì ạ, cái ít người yêu quý mến thì cái nhà cứ hiu quạnh, chả thấy có ma nào đến chơi bao giờ. Rồi anh em thì cũng lìa nhau, chả cả đến nhà nhau, bần cùng.